Trời ơi, cái bụi rau quá trời tốt luôn cả nhà ơi. Trời ơi, coi nè, cái bụi rau cần cu bữa nay coi nó đã coi nè cả nhà. Hết có biết chưa? Hả ơi. Trời ơi, bữa nay bắt đầu hả, mình cho xuống thêm một cái luống rau nữa nha. Rau này rau gì chị? Cải keo hả? Ừ, cái cải keo đó hồi nãy mình gửi clip cho chị đó, nguyên cái vườn cao lên mà cái lá nó xoăn 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 đó, cải xoăn á. Ừ, nó đó, hồi nãy mà nghe em gửi cái clip thì chị người ta đứng ta tưới đấy không. Cây nó bự lắm. Ồ, mấy cây bông hồng bữa nay nó quá trời là đẹp luôn cả nhà ơi. Đó, cả nhà mình thấy không, giữa lòng thành phố mà làm được một cái vườn rau như vậy là đâu phải là một cái chuyện gọi là ước mơ của nhiều người luôn đó cả nhà. Trời, và trong đó cũng là ước mơ của tôi á. Ôi ôi, cái bụng mồng tơi bữa nay coi nè, quá trời nó đã luôn cả nhà ơi. Ôi ơi, thích ghê chưa. Trời ơi, đúng là đất đai của mình ha, phân đồ mình màu mỡ vô một cái là hoa lá nó tươi xanh liền cả nhà ơi. Quá trời là đẹp luôn, thích ghê á. Nói chung là mỗi buổi sáng ha, thức dậy ha, bước ra vườn một cái là coi như là một ngày tràn đầy năng lượng ngập trời luôn cả nhà. Ngồi cái bông hồng. Trời ơi, cả nhà mình thấy á, cái view triệu đô chưa nè, cái luống rau thơm ở bên này là tiên thích lắm cả nhà ơi. Cây cải keo này đó, cái cải này là cái cải mà cô vú của đang gieo trồng ở bển đó, là cái cây cái như này nè. Cho cả nhà mình coi cái view này ha, nhìn thẳng lên là thấy cái nhà của tiên nè. Cả nhà mình biết buổi sáng ha, mà thức dậy mở mắt ra một cái tiên bước ra ban công là tiên thấy nguyên cái khu vườn trọn vẹn luôn á, đẹp lắm. Ê, trời ơi, tiên nôn quay cái cảnh mà đi hái dưa leo đậu rồng rồi hái khổ qua rồi đó cả nhà, mê lắm. Nhưng mà bây giờ nó chưa có ra trái cho nên là mấy bữa nay hả cứ quay vòng 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 có mấy cái này thôi à. Cả nhà mình ráng đợi nha, cả nhà mình ráng đợi tiên hả tầm 1 tháng nữa đi, bắt đầu là dưa leo nè, khổ qua đậu rồng đồ ha, nó ra trái một cái tiên quay mà cái cảnh mà đi bẻ á, quay cảnh mà đi bẻ trái đồ á, rồi vô nấu ăn rồi ra vườn ngồi ngồi chỗ có bộ bàn ghế đây nè cả nhà đó, xong cái tiên múc banh quay ăn uống đồ á cho cả nhà mình coi nha. Tiên cũng ghiền lắm, hay cũng ghiền lắm nha ơi. Đó, qua bên đây cả nhà mình coi cái bụi hành bữa nay. Cái bụi hành này á là hả chú hàng xóm á, chú trồng theo cái kiểu mà làm trong cái tàu lá chuối cho nó không có bị gãy. Bữa nay cái nó chồi lên trên nhìn thấy cưng ghê không cả nhà. Đó, nhờ chú mà tiên học được cái cách trồng hành coi này với cưng ghê không. Ồ, mấy cái bụi hả hoa hồng y chang như hoa hồng giả chưa cả nhà, đẹp quá cả nhà. Rồi mấy cái trái cà chua hả nó chín nó rụng xuống bên đây luôn nè. Bên đây thì được cái luống cải ngọt nè cả nhà, thấy cưng chưa. Đấy, đây cho cả nhà mình coi bông hồng nó đẹp cỡ này nè. Đây, đẹp hết cả nhà, công nhận thiệt xuất sắc, cái vườn này quá đẹp. Cả nhà mình nhớ bấm theo dõi cái kênh YouTube của Tiên nha, Tiên sẽ cập nhật thường xuyên các loại rau củ quả này nọ đó cho cả nhà mình, từng cái giai đoạn, từng từng cái giai đoạn của rau á. Ôi đây nè, Tiên cho cả nhà mình coi cái mấy cái cây dưa leo bữa nay nè. Đây, đầu chỗ bông mà nó cả nhà. Ui coi, trái này bự thế. Trái này nó bự cả nhà ơi. Ôi, chuẩn bị có dưa leo luôn cả nhà ơi. Đây, cái này là cái vàng dưa leo cả nhà. Mai mốt mà nó bò lên đây xong á, dưa leo một bên là dưa leo, một bên là đậu rồng, nó sẽ bò lên cái vàng này, sau đó thì nó sẽ rớt rớt trái xuống và mình hái á cả nhà. Đẹp ghê. Cả nhà mình coi bà vú của Tiên, bà khéo tay hay làm thấy ghê không. Bà lấy mấy cái cây cà tím á, bà quấn 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 lấy chuối, bà bỏ đất vô, bà làm, bà ươm cái mầm nó coi nè. Tại vì ở đây nó có một cái bụi chuối nè cả nhà, xong rồi bà hái cái lá chuối ở trên đây nè, cái bà quấn lại, bà cho đất vô, cái bà ươm. Tưởng là mua ngoài tiệm đem về không á, nhưng mà một bàn tay của bà làm đó. Còn đây là mấy cây đậu rồng nó đang bắt đầu đâm chồi lên này nè cả nhà. Tiên là Tiên thích ăn nhất là dưa leo, thứ hai á là đậu rồng, cho nên là Tiên trồng hai cái loại này là nhiều nhất ở trong cái vườn luôn á, đậu rồng với dưa leo. Đây, mấy cái cây nhỏ 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 này là đậu rồng á, một cái vàng á là hai bên, một bên là đậu rồng, một bên là dưa leo, cùng leo lên chung một vàng. Cả nhà mình coi có một cái cây nguyệt quế nó ra bông
thơm bát ngát luôn cả nhà ơi. Đây nè cả nhà mình thấy không, thơm bát ngát luôn á cả nhà, rụng đầy luôn nè, thích ghê cái cảnh này đó. Cưng chưa đó. Rồi dầm dầm cũng chỉ có nhiêu thôi, chưa có nhiều trái để quay cảnh đi hai trái cả nhà. À, cả nhà mình theo dõi Tiên nha, hẹn gặp lại cả nhà mình ở những cái video clip tiếp theo ở những ngày sau nha. Bye bye cả nhà.